Em nhìn lại, bánh mì sẽ ôm vào kem. Chúng ta sẽ có một món bánh mì kem đây nha. Và bây giờ chị em mình sẽ chia. Rồi. Ăn thử đi, bọn chị toàn ăn thế thôi. Sáng dậy muộn ra đầu ngõ, trời ơi, bác bán hàng còn đúng một cái bánh mì mà không ăn thì lại đói. Ăn thì không thể nào mà nhai được cái bánh mì này cả. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ủa? Ê, kia hình như là sushi. Hình nó có cái gì lạ lạ vậy? Biết đâu á, mình sẽ không cần phải ăn cái bánh mì này mà vẫn được ngon cái bụng. Yeah, mình đi ra. Ủa sao buồn thế? Sao? Kim à? Chị có một ý tưởng rất là hay. Em nhìn chị nha. Trả kem nè. Đây là chị trả cho em xem. Chị có một cái ý tưởng rất là hay. Đảm bảo em sẽ có một món ăn cực kỳ ngon. Nhìn chị đây nè. Đây là một que kem. Đây là cái bánh mì. Bánh mì ôm vào kem. Bánh mì kem. Em đã ăn bánh mì kem chưa? Chưa ăn đúng không? Bây giờ nhá, chị cho em xem cái món này á, bọn chị ăn suốt rồi. Đây. Bánh bánh mì ra. Yeah, cảm ơn. Nhanh giúp chị, giúp chị. Chị cũng đói lắm, sáng nay ra bắt đầu ngõ hết đồ ăn rồi. Wow, trời ơi, sao lại có một cái kem hình yêu này? Em nhìn lại, bánh mì sẽ ôm vào kem. Chúng ta sẽ có một món bánh mì kem đây nha. Và bây giờ chị em mình sẽ chia. Rồi. Ăn thử đi, bọn chị toàn ăn thế thôi. Vậy là một sự kết hợp hoàn hảo. Thì cao lắm không cục. Thế thôi, bà ăn thế thôi, không phải ăn hết. Mẹ để cho tiền, không phải chỉ mua được một bánh mì, không mua được kem. Không hỏi ra gặp em một sự khác hoàn hảo giữa matcha và sushi. Ôi món bánh mì kem. Mình mua thấy em được giỏi á, để ăn phẩm mà nhờ con ra đây thì mua thêm cái bánh rán nhá. Bây giờ làm nào? Bánh rán cứng lắm. Em ăn gì chị mua cho. Ăn gì? Bây giờ chị mua để nó cái kem khác nhá. Nhưng mình mua để nó cái kem. Còn gì là muốn kết hợp để nó cũng được ăn non, mình cũng được ăn non. Cuối cùng mình vẫn phải đền cái kem. Con đi, tiếp tiền không mua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.